thể hơn là trong những cái phác đồ điều trị về bệnh gút ạ, thì nó có những cái lưu ý gì trong điều trị cũng như là chúng ta cần phải để ý tới những cái phương pháp phòng bệnh như thế nào? Trong cái vấn đề điều trị bệnh gút thì chúng tôi lưu ý cái mục tiêu điều trị của gút. Trước hết là chúng ta điều trị các cái cơn gút cấp. Khi bệnh nhân sưng nóng đỏ đau và thậm chí rất đau, nhiều khi bệnh nhân là phải dìu đến, phải khênh đến, thì trước hết thì chúng ta phải giải quyết cái cơn gút cấp cho người bệnh. Thứ hai là mục tiêu chúng ta phải làm sao tránh cho các cái đợt tái phát gút sau này và tránh cái sự lắng đọng của các cái urat ở các cái tổ chức và ở mô, cũng như các biến chứng của bệnh nhân gút. Thế thì đối với giai đoạn đầu mà bệnh nhân gút cấp thì có thể sử dụng các thuốc giảm đau thông thường, các cái thuốc giảm đau trong cái nhóm paracetamol, thế rồi giảm đau các cái nhóm mà trung ương, ví dụ như là efferencodin, ví dụ như là ultracept vân vân. Ngoài ra thì người ta cũng có thể lưu ý là đối với những thứ thuốc giảm đau nhóm này thì chúng ta chỉ dùng ngắn ngày thôi, hết đau thì chúng ta cắt, bởi vì nó cũng có một cái tác dụng phụ đối với gan. Và bệnh nhân nam giới thì nhiều bệnh nhân là chúng ta cũng lưu ý rượu bia nhiều, cái gan nó cũng không tốt lắm đấy. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng các thuốc chống viêm giảm đau long steroid. Với những cái thuốc chống viêm giảm đau long steroid này thì chúng ta cũng dùng ngắn ngày như các thuốc giảm đau thông thường, có thể dùng độc lập, có thể chúng ta dùng kết hợp với các thuốc giảm đau thông thường. Và chúng ta cũng lưu ý là trong cái nhóm này thì có ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa và cũng có thể nó ảnh hưởng đến tim mạch, thì chúng ta lưu ý dùng ngắn ngày. Tuy nhiên thì cho đến nay thì colchicine vẫn là một cái thuốc mà giảm đau đặc hiệu đối với bệnh nhân gút. Chúng ta chỉ cần sử dụng colchicine với cái liều 1mg một ngày mà thôi. Với cái liều này thì bệnh nhân ít các cái tác dụng phụ đối với tiêu chảy, ít cái tác dụng phụ đối với đau dạ dày. Colchicine thì chúng ta chỉ dùng trong cái đợt cấp và nó cũng có hiệu quả ngay từ khi dùng cho đến khi mà lui được cái triệu chứng trong vòng 24 đến 48 giờ. Tuy nhiên ở đây người ta lưu ý là dùng colchicine càng sớm càng tốt. Khi mà chúng ta để một cái cơn gút cấp đã sưng nóng đỏ đau rồi thì chúng ta cảm thấy rằng cái colchicine nó ít hiệu lực hơn. Vâng, như vậy là đối với những bệnh nhân mà bị gút thì cái việc điều trị bằng thuốc là hết sức quan trọng. Tuy nhiên có một cái điểm mà nhiều người chắc chắn sẽ quan tâm, đó là cái chế độ ăn uống. Bởi vì đối với những người bệnh gút thì rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái chế độ kiêng khem rượu bia này, hay là những cái chất thức ăn làm sao để không gây ra những cái cơn gút cấp. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên làm thế nào để chúng ta có được những cái một chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với những bệnh nhân gút ạ? Đối với chế độ ăn uống thì chúng ta lưu ý luôn là kiêng tất cả các thức ăn và có chứa nhiều các nhân purin. Ví dụ chúng ta ăn thịt cầy này, chúng ta ăn các cái thịt màu đỏ, thịt thú rừng, các cái phủ tạng động vật, rồi các cái cá, ví dụ như là cá mòi, rồi cá thu, cá trích, vân vân. Thế thì nó rất nhiều các nhân purin ở trong cái nhóm thức ăn đó, thì chúng ta nên kiêng tuyệt đối, đặc biệt trong cơn gút cấp. Thế còn đối với uống rượu thì chúng ta tránh hoàn toàn, không uống nhiều rượu, đặc biệt là rượu mạnh. Có thể dùng hạn chế, chúng ta có thể dùng hạn chế thịt nạc này, dùng hạn chế các cái thịt gia cầm khoảng độ 200 gram trong một ngày. Hay là các cái chế độ uống như là các thức ăn, thức uống mà có nhiều ga này, thế rồi các đồ uống chua này và có dầu vitamin C thì chúng ta cũng nên chú ý để hạn chế dùng. Và có thể dùng nhiều các loại rau xanh, các loại trái cây và có nhiều chất xơ. Và với trứng với sữa thì chúng tôi không có kiêng đối với những bệnh nhân gút, và chúng ta có thể sử dụng trứng sữa làm cái thức ăn và cái dinh dưỡng cho cơ thể. Và đặc biệt là lưu ý những bệnh nhân gút thì nên uống nhiều nước trong ngày. Chúng ta có thể uống đến 2-3 lít nước trong một ngày, và nếu như chúng ta có điều kiện uống các cái loại nước mà có cái nhóm kiềm bicarbonate thì rất là tốt. Còn đối với chế độ sinh hoạt của bệnh nhân gút thì chúng ta lưu ý thế này. Chúng ta luôn giữ trọng lượng ở cái trọng lượng sinh lý, tránh hiện tượng béo phì. Và khi đã béo phì rồi thì khi mà giảm cân chúng ta cũng tránh là cái giảm cân quá nhanh. Chính cái giảm cân quá nhanh nó cũng thúc đẩy cho những cái đợt gút cấp tiến triển. Thưa quý vị và các bạn,